Thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 12, Thủ tướng Thái Lan Sinluk Sinawat cho biết bà không nhìn thấy một kết thúc nhanh chóng cho tình trạng bế tắc chính trị tại nước này. Trả lời phỏng vấn của một nhóm các nhà báo nước ngoài, Thủ tướng Sinluk tuyên bố chính phủ của bà sẵn sàng thương lượng với phe đối lập nhằm chấm dứt khủng hoảng. Bà cũng tái khẳng định chính phủ Thái Lan sẽ không dùng sức mạnh để trấn áp người biểu tình. Cùng ngày, nhà chức trách Thái Lan cho biết họ sẽ thiết lập lại rào chắn xung quanh các tòa nhà chính phủ quan trọng tại thủ đô Bangkok sau khi những người biểu tình kêu gọi tiến hành cuộc đọ sức cuối cùng để lật đổ chính phủ dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 12 tới.